Diệp Viễn xuyên qua tống võ thế giới, thức tỉnh nghịch thiên ngộ tính, bởi vì võ công quá mức tà ác, bị coi là trong võ lâm số một đại ma đầu, mà ngay cả hắn tam thê tứ thiếp, cũng đi theo toàn bộ hỏng mất. Ngươi quan sát hàng long thập bát trưởng, ngộ ra ma long thập nhị thức hủy thiên diệt địa. Ngươi quan sát cửu âm chân kinh, ngộ ra thập âm tu la kinh, ngươi quan sát lục mạch thần kiếm, ngộ ra quỷ kiếm bát quyết, ngươi xem minh ngọc công, ngộ ra minh ngọc hợp hoang công. Yêu nguyệt phu quân, vì sao minh ngọc công của ngươi, kéo dài như vậy? Hoàng Dung Hắn thuyết giáo tà bắt minh thần công có thể hút người nội lực, kết quả chỉ có thể hút hắn một người. Triệu Mẫn Quá tà ác Trước khi học cửu âm chân kinh, còn phải truyền đạo thụ dịch. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Rừng cây hành sự kiện, gian ác bản nghịch thiên ngộ tính. Bạn đang nghe tại truyện.audio Rừng hành nhân Phong ba ác này vương bác đảng, ngay cả đao cũng không biết đùa giỡn, thiếu chút nữa đem ta chém chết. Vừa rồi Kiều Phong ra mặt làm chứng cho mộ dung phục, chứng minh hắn không phải hung thủ sát hại phó ban chủ cái ban Mã Đại Nguyên. Cái ban tứ đại trưởng lão đối với cái này giữ thái độ hoài nghi, khiến cho mộ dung gia phong ba ác, bao bất đồng các loại gia thần rất là bất mãn. Song Phương một lời không hợp, vung tay. Vì tránh cho tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, Kiều Phong cũng quyết đoán vào sân, ngăn cản Song Phương đánh nhau. Diệp Viễn vốn cùng một đám đệ tử cái bang, ở một bên xem Phong Ba ác so chiêu với Kiều Phong. Đang vây xem ăn dưa. Kết quả Phong Ba ác nhược trí này, đánh không lại Kiều Phong, bị Kiều Phong dùng cầm Long công tú vẽ mặt không nói. Còn hỗn hển chém tới chém lui lung tung, thiếu chút nữa một đao đã chém chết Diệp Viễn. Hồi tưởng lại cái kia lạnh như băng đao, khoảng cách cổ hồng bất quá nửa tất tử vong cảm giác, Diệp Viễn liền sợ hãi tới cực điểm. Ai? Hành tẩu giang hồ, không có cái thế thần công bên người, nhất định là cái mạng đi đỡ đạn A, Diệp Viễn vẻ mặt đau thương. Vài ngày trước, Diệp Viễn thức tỉnh túc tuệ, phát hiện mình xuyên qua đến tống vũ thế giới. Nơi này có các hoàng triều đứng đầu như Đại Tần, Đại Tùy, Đại Nguyên, đại minh bắc lương đại ly chia rẽ cũng có các nước nhỏ như liêu kim đại lý tây hạ bắc mãn cầu sinh tồn trong kẻ hở còn có di hoa cung tuyết nguyệt thành âm quỳ phái linh thứ cung nhật nguyệt thần giáo các loại thế lực giang hồ lấy võ phạm cấm tóm lại giang hồ hỗn loạn long xà khởi lục cường giả chúa tể thiên hạ kẻ yếu mệnh như cỏ rác thật không may dịp viễn hiện tại đang ở trong hàng ngũ kẻ yếu sau khi thức tỉnh túc tuệ, Diệp Viễn vốn định tiên y nộ mã, lan bạc tứ phương, tu luyện tuyệt thế thần công, ông ấp tuyệt đại giai nhân. Một người một kiếm một bầu rượu, khoái ý ân cừu tuyệt phong lưu. Nhưng mà hiện thực lại là Diệp Viễn không có võ công bên người, ở trên giang hồ có thể nói là khắp nơi gặp tai ương. Một canh giờ trước, hắn đang bày sạp trong thành Tô Châu, muốn kiếm chút lộ phí lộ phí. Kết quả là gặp đoàn dự và Kiều Phong vừa uống rượu xong. Hai người ra khỏi cửa quán rượu, liền tỷ thí khinh công, một người bay trên trời, một người chạy dưới đất. Cả con phố, gà bay chó sủa. Sau đó quầy hàng của Diệp Viễn đã bị đoàn dự dùng lăng ba vi bộ đụng phải. Cuối cùng đoàn dự bồi thường tiền, Kiều Phong cũng hứa hẹn sẽ cho Diệp Viễn một biên chế cái ban, cũng một đường đưa Diệp Viễn tới nơi này. Nhưng Diệp Viễn vừa đến liền hối hận. Đây chính là hành tử Lâm a tiêu phong lập tức sẽ bị đám người quan thanh khang mẫn phơi bày thân phận người khiết đan vị trí ban chủ cái ban cũng không còn còn an bại biên chế vừa nghĩ đến đây dịp viễn nhướng mày yên lặng lui về phía sau mọi người chuẩn bị chuồn đi vạn nhất mình bị liên lụy vậy thì quá không có lời đúng lúc này một tiếng máy móc lạnh như băng đột nhiên vang lên trong đầu dịp viễn chúc mừng ký chủ thức tỉnh túc tuệ đạt được mẫu tin địa cầu ban tặng nghịch thiên ngộ tính kích hoạt, đang ở trong trói buộc. Liên kết thành công. Chú thích. Bởi vì ký chủ kiếp trước tại Lam Tinh thường xuyên quan sát tiểu tỷ tỷ lắc mông video, hành vi quá mức tà ác, nghịch thiên ngộ tính bị đồng hóa, cũng trở nên tà ác lên, mời ký chủ chuột đuôi nước. Ha ha ha. Ta bên ngoài gian lận rốt cục đến sổ sách. Diệp viễn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cảnh cáo phía sau, hoàn toàn bị hắn phớt lờ xem video chị gái lắc mông cũng gọi là tà ác. Nói cái gì nhạc a? À? con Còn nước đuôi chuột, ta còn nói thiểm điện ngũ liên tiên quá mức tà ác. Dù sao tà ác phiên bản nghịch thiên ngộ tính, cũng là ngoại quải, có ngoại quải, là có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong. Quản nhiều như vậy làm gì? Diệp viễn căn bản không thèm để ý. Hắn vừa mới lui về phía sau cước bộ, cũng ở bên ngoài treo vào sổ sách về sau, vẫn như thái sơn giống như ngừng lại. Tiếng nhắc nhở trong đầu không ngừng vang lên. Ngươi tại một canh giờ trước quan sát đoàn dự sử dụng lăng ba vi bộ, lĩnh ngộ ra vân yên hóa ma, hơn nữa thông hiểu đạo lý. Ngươi tại một canh giờ trước quan sát đoàn dự dùng lục mạch thần kiếm tỷ thí tử lượng, lĩnh ngộ ra quỷ kiếm bát quyết, hơn nữa thông hiểu đạo lý. Ngươi vừa mới quan sát Kiều Phong sử dụng cầm long công, lĩnh ngộ ra đại ma cầm long công, hơn nữa thông hiểu đạo lý. Ngươi vừa mới quan sát Kiều Phong sử dụng hàng long thập bát trưởng, lĩnh ngộ ra hủy thiên diệt địa mà long thập nhị thức, hơn nữa thông hiểu đạo lý. Chú thích Bởi vì ngươi nghịch thiên ngộ tính quá mức tà ác, lĩnh ngộ ra công pháp tất cả đều thiên về ma môn phong cách, một khi sử dụng, sẽ bị chính đạo nhân sĩ vây đuổi chặn đường, nhìn ký chủ chuột đuôi nước. Không đợi dịp viễn tĩnh tâm lại tinh tế nghiền ngẫm Một cổ năng lượng nóng rực, ngay tại trong lục phủ ngũ tạng, Kỳ kinh bát mạch của hắn như sông lớn cuồn cuộn qua lại lưu chuyển. Dịp viễn lực lượng liên tục tăng vọt, trong đầu nhiều ra rất nhiều võ công tin tức. Thực lực cảnh giới của hắn cũng theo đó nhanh chóng đột phá. Hậu thiên nhất trọng, hậu thiên nhị trọng, hậu thiên tam trọng, hậu thiên cửu trọng, tiên thiên nhất trọng, tiên thiên nhị trọng, tiên thiên cửu trọng. Tông sư đỉnh phong dưới sự gia tăng ngộ tính nghịch thiên, thực lực của Diệp Viễn nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh liền từ một cái không biết võ công giang hồ kẻ yếu, nhất cử trở thành một cái có được cái thế thần công trên đời cường giả. Chỉ thấy Diệp Viễn hai mắt lấp lánh hữu thần, khí tức bàn bạc như biển. Nếu như không phải hệ thống kịp thời che chắn, đã sớm khiến cho tất cả mọi người ở đây chú ý. Đúng lúc này, một tiếng trống giận vang lên. Toàn quan thanh. Ngươi muốn phản ta, cũng bởi vì ta không phải người Hán." Kiều Phong trợn mắt nhìn, toàn quan lạnh lùng nói, "Đúng, cho nên ngươi không có tư cách làm ban chủ cái ban. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy." Kiều Phong cả giận nói, "Kiều Phong tôi là người Hán, cha mẹ ruột tôi họ Kiều. Tại sao anh lại bịa ra sự thật để vu khống tôi?" Sau khi Trí Quan đại sư nói xong thảm án nhạn môn quan 30 năm trước, thân phận người khiết đan của Kiều Phong, cũng theo đó công bố cho mọi người. Nhưng Kiều Phong hiển nhiên không tán thành cách nói này, tâm tình rất là kích động. Đợi đến khi ban chủ cái ban uông kiếm thông tự tay viết thư, được đưa đến trước mắt Kiều Phong. Kiều Phong sắc mặt đại biến. Đám người trí quan đại sư, triệu tiền tôn, đàm công đàm bà, đều hiên ngang lẫm liệt nói, nếu Kiều Phong muốn tới tìm bọn họ báo thù, bọn họ tuyệt không phản kháng, tùy ý Kiều Phong thu tính mạng của bọn họ một đám ngụy quân tử nói đạo mạo ra vẻ thật muốn lấy cái chết chuộc tội lời nói chính mình động thủ không phải được rồi phế lời gì à dịp viễn lắc đầu lười đi xem những đại sư đạo đức này biểu diễn hắn xem xét bốn môn công pháp vừa lĩnh ngộ nhìn kỹ hiệu quả vẻ mặt lúc này ngơ ngẩn âm ngoan độc ác như vậy xem ra ngộ tính nghịch thiên của ta quả thật rất tà ác ps sách mới trong lúc cần độc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống. Chương 2 Người nói bậy Ta Kiều Phong rõ ràng là người Hán. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vân Yên Hóa ma ngoại trừ có thuộc tính né tránh lăng ba vi bộ. Khi di chuyển với tốc độ cao, phía sau còn có thể lưu lại một chuỗi tàn ảnh ma quỷ dài chỉ cần diệp viễn ý niệm vừa động có thể tùy thời cùng những tàn ảnh này hoán đổi vị trí mạnh là mạnh nhưng tàn ảnh ma quỷ há to miệng như chậu máu mặt xanh răng nanh âm khí dày đặc này vừa nhìn đã biết là người trong ma đạo thỏa đáng mà quỷ kiếm bát quyết thoát thai từ lục mạch thần kiếm lại càng tà môn vô cùng đầu ngón tay kiếm khí kích phát ra không chỉ có có vượt qua lục mạch thần kiếm sức mạnh hủy diệt còn mang theo nhiễu loạn tâm trí người thuộc tính Liền tỷ như một trong tám quyết đại diệt quỷ kiếm bị đánh trúng người tinh thần thế giới có xác suất nhất định sẽ rơi xuống vô cùng tà ác ảo cảnh bên trong cá nhân hành vi sinh ra dị biến không nói trong miệng còn có thể trống to đát 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 thật biến thái a à. diệp viễn chính mình cũng bị chính mình ngộ ra tà ác công pháp cho khiếp sợ nhưng mà ta thích trên mặt diệp viễn lộ ra một nụ cười tà mị cái gì chính đạo cái gì ma đạo tất cả đều là lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi hai đời làm người diệp viễn cũng không tin những thứ này ở thế giới tống vũ này chỉ có thực lực mới là đồng tiền cứng tự như vừa rồi không có thần công trong người diệp viễn thiếu chút nữa đã bị phong ba ác nhất đao chém đầu nếu thật sự là chết vậy cũng liền chết kích không nổi nửa điểm bọc nước bây giờ có ngộ tính nghịch thiên vậy thì khác còn quản cái gì là chính là ma a về phần hai môn công pháp còn lại, Đại Ma Cầm Long Công cùng Ma Long Thập Nhị Thức cũng đồng dạng tà môn vô cùng. Một người khi phát công, sau lưng sẽ hiện ra tượng ma trượng tám trượng. Một ma long thập nhị thức khác, mặc dù kéo dài thuộc tính hàng long thập bát trưởng chí dương chí cương, nhưng quá mức vô lương. Dương cương lực đạo là dựa vào hấp thụ sinh cơ chung quanh, dương khí, để đạt tới cảnh giới cương mảnh. Nói đơn giản một chút, liền để cho đối phương quể oải không phấn chấn, để cho mình dương cương uy mãnh, Xem như vô cùng âm hiểm ác độc. Bất quá, đã thành thói quen tạ ác phiên bản nghịch thiên ngộ tính, Diệp Viễn cũng liền thấy nhưng không thể trách. Đúng lúc đó. Sau khi thân phận khiết đan của Kiều Phong bị bại lộ, Khang Mẫn liên hợp với đám người quan thanh, từ trưởng lão, lại chỉ chứng Kiều Phong là hung thủ sát hại Mã Đại Nguyên, cũng lấy ra quạt xếp bên người Kiều Phong, làm chứng cớ hiện ra trước mắt mọi người. Lại bị A Chu thông minh lanh lợi liếc mắt một cái nhìn thấu. Mã phu nhân, với thân thủ của kiều ban chủ, nếu muốn lên phủ lấy một món đồ, quả thực giống như lấy đồ trong túi, lại càng không dùng đến thủ đoạn trộm đồ hạ lưu này, cũng sẽ không lưu lại bất cứ vật chứng nào. Thanh âm A Chu Thanh Thúy nói xong. Mọi người ở đây bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng đàm bà kia lại mượn cơ hội tiến lên, vương tay muốn tác A Chu một nô tỳ hèn mọn của mộ dung gia, đến phiên ngươi nghị luận đại sự cái bang. Vừa rồi lúc đàm công đàm bà và triệu tiền tôn ba người cùng lên sân khấu, A Chu đã bắt chước giọng nói của triệu tiền tôn, chê cười qua quan hệ không đứng đắn của ba người này, ngay tại chỗ đã bị đàm bà tác một bạc tai. Hiện tại lại bắt được một cơ hội như vậy, đàm bà đương nhiên còn muốn tác A Chu một bạc tai, tiếp tục trút một ngụm ác khí trong lòng. Uổng công ngươi cũng tự xưng võ lâm tiền bối, lại lấy một tiểu cô nương đến trút giận còn không biết xấu hổ dịp viễn đột nhiên xuất hiện trước người a chu phía sau lưu lại một chuỗi tàn ảnh ma quỷ hắn đưa tay đỡ chân lực hùng hậu phản chấn khiến đàm bà bay ngược ra ngay tại chỗ dịp viễn sở dĩ muốn làm như vậy tự nhiên là vì muốn chặn hồ kiều phong nhận lấy nữ nhân tốt nhất trong thiên long giang hồ a chu có dịp viễn ở đây a chu sẽ không chết dưới tay kiều phong nữa nữ nhân tốt trọng tình trọng nghĩa này, Diệp Viễn sẽ hảo hảo che chở, tuyệt đối so với đi theo bên người Kiều Phong tốt hơn ngàn lần vạn lần. Tự như vừa rồi, lúc A Chu bị đàm bà bạc tai, Kiều Phong tự như một tên ngốc, căn bản mặc kệ. Tiểu Quyên Lúc này, đàm công và triệu tiền tôn vô cùng đau lòng. Người trong ma đạo Hắn là người trong ma đạo. Đây nhất định là âm mưu của Liêu Quốc, đến đây nguy hại Giang Sơn Đại Tống ta sau khi đàm bà từ dưới đất đứng lên không chỉ trợn mắt nhìn diệp viễn mà còn chỉ về phía kiều phong mọi người đều biết diệp viễn là kiều phong mang đến mà hiện tại thân phận người khiết đan của kiều phong lại bị phơi bày lỡ như hai người này là đồng bọn thì sao vạn nhất là võ sĩ khiết đan bên liêu quốc tình thế này liền nghiêm trọng hơn nữa khi diệp viễn sử dụng khinh công vân yên hóa ma phía sau lưu lại một chuỗi tàn ảnh ma quỷ hoặc là há to miệng như chậu máu hoặc là tóc tai bù xù, hoặc là mặt xanh răng nanh. Đây đâu có giống võ công của nhân sĩ chính đạo. Trong lúc nhất thời, hệ tống trần ngô tứ đại trưởng lão, đàm công đàm bà, triệu tiền tôn, thiết diện phán quan đang chính đám người, tất cả đều lấy vì võ lâm trừ hại, giết chết khiết đang cẩu, vây công dịp viễn. Toàn quan thanh cũng đi theo xuất lĩnh một đám đệ tử cái bang, dựng lên trận đánh chó, muốn cho dịp viễn chấp cánh khó bay nhưng thời gian một chén trà nhỏ cũng chưa tới, những người này đã bị dịp viễn đánh cho thất linh bát lạc. Nơi ma long thập nhị thức đi qua, đám người đàm công đàm bà tất cả đều xuất hiện bệnh nặng cuốn thân, trạng thái uể oải không phấn chấn, giống như là một thân dương khí, trong nháy mắt bị rút đi hơn phân nữa. Hệ tống trần ngô tứ đại trưởng lão, miệng phun máu tươi. Toàn quan thanh và một đám đệ tử cái bang, sắc mặt trắng bệch đứng cũng không đứng dậy nổi võ công tà môn như thế, khiến mọi người trong hội trường hoảng sợ. Khang mẫn sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đoàn dự dưới chân vận chuyển lăng ba vi bộ, muốn ông thần tiên tỷ tỷ vương nữ yên của hắn, trùng mất. Kiều Phong vừa sợ vừa giận, đưa tay chỉ dịp viễn, lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao cái ban ta tuyệt học hàng long thập bát trưởng? Ngươi ngụy trang thành tiểu thương, lừa ta mang ngươi tới đây, lại ý muốn như thế nào? hiện tại kiều phong chỉ là biết hắn có thể là người khiết đan sự tình trong lòng đối với cái này còn có nghi ngờ thậm chí đại bộ phận người cái bang cũng không tin kiều phong là người khiết đan nhưng sự xuất hiện của dịp viễn nhất là võ công của tà môn kia trong nháy mắt đã chứng minh được thân phận người khiết đan của kiều phong dù sao người trong ma đạo này là kiều phong ngươi mang đến lại liên tưởng đến thân phận người khiết đan vừa mới lộ ra ánh sáng rất khó không để cho người ta nghĩ về phương hướng âm mưu lưu quốc. Kiều Phong có thể nào không giận, có thể nào không vội. Nhất là võ công tà môn của Diệp Viễn. Đoàn giữ cái này vô tâm võ học đường phố lưu manh, tạm thời còn không có nhìn ra mây khói hóa ma, thoát thai tại lăng ba vi bộ. Nhưng Kiều Phong đã nhìn ra, mà lòng thập nhị thức của Diệp Viễn, cùng hàng long thập bát trưởng của cái ban hắn, cùng một mạch. Cái này càng làm cho Kiều Phong kinh hãi e sợ trong này ẩn chứa âm mưu kinh thiên diệp viễn thản nhiên nói ta là ai không quan trọng quan trọng là kiều ban chủ ngươi là ai ngươi muốn nói cái gì kiều phong vẽ mặt cảnh giác diệp viễn không có thừa nước đục thả câu đi thẳng vào vấn đề nói ngươi là người khiết đan nói bậy ngươi nói bậy tôi là người hán kiều phong tôi là người hán kiều phong lần nữa không khống chế được cảm xúc trong phẫn nộ, sử dụng hàng long thập bát trưởng cương mạnh đến cực điểm. Phía sau dịp viễn đột nhiên xuất hiện tượng ma trường tám, một đôi tay to khống hạt cầm rồng, trong khoảnh khắc liền hóa giải trưởng lực hàng long. Kiều Phong sắc mặt kinh hãi Ngay cả cầm long công ngươi cũng biết. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? ts Sách mới trong lúc, cần độc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống. Chương 3. Ông đi vương nữ Yên cùng A Chu, đoàn dự tà ác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh nói: "Kiều ban chủ, ngươi có thể yên tâm, ta đối với chuyện cái ban các ngươi không hề có hứng thú. Nếu như ngươi không tin ngươi là người khiết đan, có thể mở rộng ngực, nhìn xem có hình xăm đầu sói hay không, đây chính là tiêu chí riêng của người khiết đan." Về phần Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn có một chân, đồng thời Khang Mẫn cũng cùng Toàn Quang Thanh có một chân, sau đó những cậu nam nữ này hợp mưu giết chết Mã Đại Nguyên, Diệp Viễn cũng lười đi nói. Hắn một không phải cha ruột của Kiều Phong, hai không phải nguyên lão cái bang, quản nhiều như vậy làm gì. Tây Hạ nhất phẩm đường người cũng sắp tới, Diệp Viễn hiện tại tà tạ môn công pháp mặc dù nhiều, chống đỡ độc tính cũng không có. Hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể ngăn cản được Bi Tô Thanh Phong độc tính dĩ nhiên có ý lui bước. Thấy Diệp Viễn không giống làm bộ, chủ động phân rõ giới hạn, không tham gia vào công việc nội bộ cái bang. Kiều Phong điều chỉnh lại cảm xúc, sắc mặt ngưng trọng, cũng không ép hỏi thêm nữa. Thứ nhất là công pháp của Diệp Viễn, quá mức tạ môn, nói là thoát thai từ hàng long thập bát trưởng và cầm long công. Thực tế uy lực, cũng là mạnh hơn xa hai môn công pháp này, thật đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Thứ hai, Việc cấp bách của Kiều Phong là điều tra rõ thân thế lai lịch của hắn, có phải là người khiết đan hay không. Vừa nghĩ đến đây, Kiều Phong liền hỏa tốc chạy tới nhạn môn quan, nhìn xem bộ lạc khiết đan nơi đó, có phải người người đều có hình xăm đầu sói trên ngực hay không. Hắn tự nhiên biết ngực mình xăm cái gì, nhưng hình xăm đầu sói đến tột cùng có phải là dấu hiệu của người khiết đan hay không, còn cần hắn tự mình đi kiểm chứng. Đúng lúc này, chỉ thấy xa xa tinh kỳ pháp phới, binh lính Tây Hạ đông nghiệp nhanh chóng bao vây bốn phương tám hướng của hạnh tử lâm tây hạ chinh đông đại tướng quân nhất phẩm đường thủ lĩnh hách liên thiết thụ thân cưỡi cao đầu đại mã thân mặc hoàng kim áo giáp vẻ mặt kiêu căng tứ đại ác nhân theo sát phía sau khác với kịch bản gốc hiện tại kiều phong vẫn chưa rời đi song phương ban đầu liền áp hậu ước hẹn huệ sơn triển khai tranh giành miệng lưỡi cuối cùng nói xong liền đánh 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 mắt thấy đánh không lại Tây Hạ nhất phẩm đường liền bắt đầu phóng độc. Độc tính của Bi Tô Thanh Phong lan tràn ra, võ lâm đại tống bên này, từng người đều tứ chi như nhũng ra vô lực, tê liệt ngã xuống đất. Diệp viễn đã sớm có chuẩn bị, tay trái ông A Chu, tay phải ông Vương Ngữ Yên, dưới chân dẫm mây khói hóa ma, phía sau lưu lại tàn ảnh ma quỷ liên tiếp, rời đi như bay. Sống thao tác này trực tiếp đem đoàn dự bên cạnh nhìn đến choáng váng. Đoàn dự còn chuẩn bị ông thần tiên tỷ tỷ của hắn chạy trốn, kết quả lại bị Diệp Viễn chặn râu. Kỳ thật Diệp Viễn vốn định là ông A Chu một mình rời đi. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Viễn đều là thanh niên ưu tú từng tiếp nhận giáo dục bắt buộc 9 năm trên Lam Tinh. Làm sao có thể trơ mắt nhìn loạn luân thảm kịch phát sinh? Đoàn dự và vương ngữ yên đây chính là đường huynh đường mùi A. Cho nên, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì bảo vệ hòa bình thế giới, quán triệt tình yêu và chính nghĩa chân thật, lúc này diệp viễn mới lựa chọn ông vương nữ yên đi chắc chắn không phải vì ý nghĩ xấu xa đó vương cô nương vương cô nương đoàn dự tức giận dẫm lên lăng ba khẽ bước giống như là thuốc dán da chó đuổi theo diệp viễn không buông diệp viễn cũng không có thói quen lấy đoàn dự dựng thẳng ngón giữa mạnh hướng về phía sau vung lên một đạo âm khí xăm xăm màu đen kiếm khí ngay tại đầu ngón tay kích phát mà ra rõ ràng chính là đại diệt quỷ kiếm, một trong tám quyết của quỷ kiếm. Đoàn dự sắc mặt kinh hãi, dựa vào lăng ba khẽ bước, khéo léo né tránh. Nhưng đại diệt kiếm khí mạnh mẽ kia, trong lúc xuyên qua, đưa tới chấn động không gian, do đó đem đoạn dự chấn thương đến học máu. Người bình thường đuổi tới lúc này, cũng nên ngừng. Nhưng đoàn dự không hổ là mấy đóng cọc phiên bản thanh xuân của đại lý quốc, cho dù là bị thương học máu, cũng không thể dừng bước theo đuổi nữ nhân của hắn lại bỏ vương cô nương xuống bằng không đoàn thị đại lý ta sẽ đuổi giết ngươi diệp viễn đến chân trời góc biển đoàn dự đỏ mắt hét to vương ngữ yên được diệp viễn ông vào lòng lại càng dãy dù kịch liệt thả ta xuống bằng không biểu ca ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi vương ngữ yên uy hiếp giống như thỏ con tức giận không chỉ không uy hiếp được người còn có một loại cảm giác xinh đẹp đáng yêu thật lớn a à, diệp viễn trong lòng cảm khái Loạn động, cũng quá thoải mái. Nhưng trên mặt diệp viễn, lúc này lại vô cùng nghiêm túc và nghiêm túc. Vương cô nương, ngươi sợ là không thấy rõ bộ mặt thật của đoàn dự tiểu tử này. Có ý gì? Vương ngữ yên vẻ mặt nghi hoặc. Bộ mặt thật của đoàn dự. A à, Chu cũng rất tò mò. Lúc trước đoàn dự ở mạng đã sơn trang một loạt biểu hiện, đều là chính nhân quân tử gây nên, hoàn toàn không có chỗ hạ lưu cho nên vương nữ yên cùng A Chu đều cảm thấy dịp viễn đang nói ngoa. Bất quá, một loạt biểu hiện kế tiếp của đoàn dự, liền hoàn toàn làm cho vương nữ yên cùng A Chu, thay đổi ấn tượng tốt đẹp trong lòng các nàng đối với đoàn dự. Vương cô nương. Vương. Tạch 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 tạch. Tạch 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 tạch. Tạch 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 tạch. Tạch 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 tạch. Hiệu quả đánh thương của đại diệt quỷ kiếm bắt đầu hiện ra tác dụng đoàn dự cả người tinh thần thế giới rơi vào vô cùng tà ác ảo cảnh bên trong không chỉ có nói ra lời nói làm cho người ta một loại vô cùng thắng đẳng cảm giác ngay cả vẻ mặt ánh mắt động tác của hắn cũng bắt đầu trở nên vô cùng hạ lưu đem một cây đại thụ gần đó trở thành vương ngữ yên lúc thì cũng loạn lúc thì hôn loạn đoạn hắn sao hắn lại là loại người này vương ngữ yên ba quan đều điên đảo quá hạ lưu A à Chu hai má đỏ bừng, không bao giờ muốn nhìn đoàn dự nữa. Thừa dịp này, dịp viễn ông lấy hai đại mỹ nhân, chân dẫm mây khói hóa ma, mấy cái chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mà Kiều Phong đang ở trong rừng hạnh tử, cho dù chân khí hùng hậu, thực lực cao cường, cũng bị độc tính của gió mát bi thương ăn mòn, sụi lơ ngã xuống đất. Trong lúc này, Kiều Phong nhìn thấy đoàn dự ông đại thụ hạ lưu làm ra vẻ, cả người từ trên xuống dưới giống như là bị sét đánh, sét đánh tới cực điểm kiều phong ta đỉnh thiên lập địa đường đường là nam nhi nhiệt huyết sao có thể kết bái với một tên vô sĩ như vậy ta quả thực mù mắt không chỉ có kiều phong có một loại cảm giác bị lỗ kim ở đây tất cả mọi người bất kể là cái bang hay là tây hạ nhất phẩm đường cho dù là tội ác tày trời tứ đại ác nhân đều cảm giác chính mình một đôi mắt hoàn toàn báo hỏng đại đao của ta đã nhịn không được chém chết hắn đám lính tây hạ trống to một tiếng nhao nhao chém về phía đoàn dự ps sách mới trong lúc cần đọc giả các đại thần đại lực ủng hộ miễn phí hoa tươi phiếu đánh giá thỉnh nhiều hơn chút đi sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống chương 4 giúp a chu thay quần áo đơn giản quá trắng bạn đang nghe tại truyện chấm audio chạy như bay sắc trời càng lúc càng âm trầm mưa dầm kéo dài. Ba người Diệp Viễn, A Chu, Vương Ngữ Yên đều bị mưa làm ướt quần áo. Giống như kịch bản gốc, sau khi rời khỏi rừng hạnh nhân. Diệp Viễn ông hai vị đại mỹ nữ, đi tới một phòng nhường. Chỉ là nhân vật chính không còn là đoàn dự nữa, hơn nữa còn có thêm một vị A Chu giỏi hiểu lòng người. Vì sao trong lòng ta luôn cảm thấy trống trải, cảm giác giống như bỏ sót cái gì? Diệp Viễn buồn bực một tiếng, lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi đặt vương ngữ yên và A Chu xuống, anh đẩy cửa phòng nhụm ra. Vừa vào cửa, liền gặp được ông chủ phòng nhụm cùng bà chủ đang nằm hoang nữ ái. Hai vợ chồng đầu tiên là cả kinh. Chờ Diệp Viễn nói rõ ý đồ đến đây, hai vợ chồng buông đề phòng, đồng ý ba người Diệp Viễn có thể vào thay quần áo. Thấy một màn như vậy, Diệp Viễn thổn thức không thôi, một đôi vợ chồng thiện lương cỡ nào a à? Trong kịch bản gốc, lại bởi vì đoàn dự đến toàn bộ chết thảm đoàn dự rõ ràng có lục mạch thần kiếm không cần nhất định phải đợi tây hạ binh chém chết đôi vợ chồng này mới bắt đầu phóng kiếm khí cũng đủ rồi diệp viễn trong lòng oán thầm một tiếng lúc này đây có hắn ở đây đôi vợ chồng nhuộm phòng này tuyệt sẽ không chịu khổ độc tử ngay khi diệp viễn xoay người đi ra ngoài cửa muốn thông báo cho vương ngữ yên và a chu có thể vào thay quần áo đã thấy này hai vị tuyệt sắc mỹ nữ tất cả đều vô lực tê liệt ngã xuống đất liền giơ ngón tay lên khí lực đều không có các ngươi diệp viễn nghi hoặc nói vừa mới ở hạnh tử lâm ta đã sớm sử dụng khinh công rời xa vì sao các ngươi còn có thể trúng độc bi tô thanh phong a à, chu hơi thở yếu ớt nói diệp đại ca huynh lúc huynh xoay người phóng kiếm đã dừng lại diệp viễn ngẩn ra không khỏi cảm khái công phu trong nháy mắt như vậy cũng có thể trúng độc không hổ là bi tô thanh phong a vừa rồi hắn một đường chạy như điên ngược lại đã quên nhìn trong lòng hai vị đại mỹ nhân tình huống thế cho nên lúc này mới phát hiện a chu và vương nữ yên song song trúng độc bất quá cái này cũng xác minh một chuyện diệp viễn tu hành tà ác công pháp có kháng độc hiệu quả nếu không đã sớm toàn thân không thể nhúc nhích làm sao còn có thể chạy xa như vậy diệp viễn nhìn a chu nói. Vậy ta ôm ngươi lên đi. A Chu gật đầu, ánh mắt xấu hổ. Hai tay dịp viễn dùng sức, ông A Chu đứng lên. Mùi thơm cơ thể mỹ nhân, xúc cảm mềm mại, trong lúc dịp viễn đi lại, đôi nguy nga của A Chu cũng rung lên theo, làm cho người ta hấp dẫn vô hạn. Dịp viễn lúc này vô luận là trên mặt, hay là trong lòng, đều là nghiêm mặt. Tiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, dịp viễn tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng anh ấy biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thay bằng mộ dung phục gia cấp sử thi, Lý Diên Tông rất nhanh sẽ đuổi tới phòng nhường. Đi theo còn có hơn một ngàn tên Tây Hạ binh lính. Đương nhiên, đây là dịp viễn quen thuộc nguyên tác nội dung vở kịch, theo tống vũ thế giới dung hợp, có thể hay không còn có thế lực khác xen vào, vậy thì không biết được. Cho nên, việc cấp bách, tự nhiên là mau chóng thay quần áo, điều chỉnh trạng thái miễn cho lúc địch nhân đánh vào cửa, còn ở nơi đó không biết làm sao. Đương nhiên, mộ dung phục sức chiến đấu, đúng là chỉ có 6.000 calami. Nhưng hắn sử thi cấp gia Lý Duyên Tông, đây chính là chiến đấu lực bạo biểu, có được 10 vạn chiến lực giá trị mãn cấp đại hào. Diệp viễn cũng không dám khinh thường. Đặt A Du sau phòng thay đồ trên tầng 2 của phòng nhuộm. Diệp viễn đi xuống lầu, vừa tới bên cạnh vương nữ yên liền bị vương ngữ yên mãnh liệt cự tuyệt. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng chạm vào ta. Nếu để cho biểu ca ta nhìn thấy, sẽ rất tức giận. Vậy được rồi. Dịch viễn xoay người rời đi. Dưới sự dìu đỡ của bà chủ phường nhuộm, vương ngữ yên đi lên lầu hai. Khác với thái độ lạnh lùng của vương ngữ yên. Trong ánh mắt A Chu nhìn về phía dịch viễn, dường như có những vì sao đang lấp lánh nàng từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ ở cô tô mộ dung gia làm tỳ nữ thiếu quan tâm lúc trước ở hạnh tử lâm diệp viễn ở trước mặt một đám quần hùng ra mặt vì a chu đỡ được bàn tay đàm bà khiến hảo cảm trong lòng a chu đối với diệp viễn nhanh chóng tăng lên dù sao ngay cả đại anh hùng kiều phong mà nàng sùng bái trước đây cũng đối với chuyện nàng bị bạc tai mắt điếc tai ngơ diệp viễn lại nguyện ý vì nàng ra mặt thậm chí không tiếc cùng một đám võ lâm cao thủ vung tay. Điều này không thể nghi ngờ lại làm cho A-chu rất là cảm động, chỉ cảm thấy một trái tim thiếu nữ, như bị dòng nước ấm trào qua. Cho nên, đợi đến khi dịp viễn thay quần áo cho A-chu, A-chu cũng chỉ thẹn thùng cự tuyệt vài tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Thật trắng A. À. Dịp viễn kìm lòng không đậu cảm khái một tiếng. Với những bước thay quần áo cho a Du, nó đã đi đến bước cuối cùng. Dịp viễn cũng gặp được Lưu sơn chân diện mục của a chu trắng như tuyết bên kia cách một tấm rèm bà chủ tiệm nhuộm đang thay quần áo cho vương nữ yên lúc này sau khi dịp viễn giúp a châu thay xong quần áo mới sạch sẽ chỉ thấy a chu hữu khí vô lực hỏi dịp đại ca chúng ta chúng ta tiếp theo đi đâu bởi vì độc tính của bi tô thanh phong không có hóa giải cho nên hai người a chu cùng vương nữ yên vẫn là trạng thái toàn thân vô lực ngươi quan sát triệu chứng trúng độc của A Chu, lĩnh ngộ ra bách độc giải huyệt thủ. Đến tận cùng trái đất, đi đâu cũng được. Diệp Viễn cười to một tiếng, đã có một loại khí khái hào hùng của giang hồ đại hiệp. Dứt lời, hắn vương tay điểm huyệt, bắt đầu giúp A Chu giải độc. Diệp Viễn lĩnh ngộ ra bách độc giải huyệt thủ, có thể giải bách độc, không cần điều chế giải dược, chỉ cần nhấp vào huyệt vị là có thể hóa giải độc tính. Rất nhanh, A Châu liền khôi phục lực lượng hành động. Cô ông chặt lấy Diệp Viễn. Diệp đại ca, cảm ơn anh. Từ nhỏ đến lớn, anh là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy. Diệp Viễn ông A Chu, cười nói. Nhà đầu ngốc, ta không chỉ đối tốt với ngươi bây giờ, sau này còn có thể đối tốt với ngươi như vậy. A Chu tựa vào ngực Diệp Viễn như mèo con, cảm giác an toàn mười phần cọ tới cọ lui. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, A Chu lộ vẻ lo lắng. Vừa mới ở hạnh tử lâm, dịp đại ca ngươi vì ta xuất đầu, đắc tội những võ lâm cao thủ kia, chỉ sợ. Dịp viễn cười nói. Không có chỉ sợ, những người này sống không được bao lâu. Không tới vài ngày, đàm công đàm bà, triệu tiền tôn, đám người đơn chính, sẽ bị tiêu viễn sơn toàn bộ chém giết, còn có thể nhấc lên sóng gió gì. A Chu nhu thuận gật gật đầu, đối với lời nói của dịp viễn, nàng vô cùng tin tưởng. Dịp. Vương ngữ yên ở một bên, thay xong quần áo sạch sẽ, nhìn dịp viễn, muốn nói lại thôi. Bởi vì lúc trước vương ngữ yên ở trước cửa phường nhùm, bày ra một bộ tư thái nam nữ thụ thụ bất thân cao lãnh. Cho nên sau khi dịp viễn ngộ ra bách độc giải huyệt thủ, cũng không để ý đến vương ngữ yên, tiếp tục để cho vương ngữ yên trúng độc bi tô thanh phong, toàn thân vô lực. Hiện tại vương ngữ yên sau khi nhìn thấy dịp viễn có thủ đoạn giải độc, đã muốn dịp viễn tới giải độc cho cô. Bất quá, Vương Ngữ Yên đã quen làm tiểu thư khuê cát, tất nhiên là có một chút ngạo khí cao quý. Chủ động mở miệng cầu người, khó có thể mở miệng, lúc này mới nói được một nửa. Như thế nào? Muốn cầu ta giúp ngươi giải độc? Diệp Viễn cười lạnh nói. Đây là thái độ cầu xin người khác sao? Hắn cũng không phải là đoàn dự loại kia ngửi được mùi vị liền có thể đuổi theo mấy ngàn dặm liếm chó. Làm ơn xin dịp công tử giúp ta giải độc vương ngữ yên khẽ cắn môi đỏ mộng thái độ trở nên thành khẩn được rồi dịp viễn nói xong liền chuẩn bị tiến lên giải độc cho vương ngữ yên nhưng đúng lúc này toàn bộ phòng nhuộm đều bắt đầu run rẩy nước trong mười mấy thùng nhuộm đồng thời rung động tạo nên gần sóng là kỵ binh tây hạ tới sắc mặt dịp viễn đột nhiên ngưng trọng ts sách mới trong lúc cần độc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống. Chương 5 Sử thi cấp làng gia Lý Duyên Tông, hóa thân ác khuyển Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lão bản cùng lão bản nương của phường nhuộm, sợ tới mức trung lẫy bảy Xuyên qua khe hở cửa sổ, nhìn thoáng qua. Hơn hai ngàn kỵ binh, từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến bụi mù cuồn cuộn tràn diện to lớn vương ngữ yên hoa dung thất sắc a à, chu vẻ mặt kinh hoảng có ta ở đây không cần sợ dịp viễn trấn an tốt tâm tình của mọi người chân dẫm mây khói hóa ma giống như là một đoàn sương mù đen bay ra ngoài phòng nhuộm cùng hơn hai nghìn kỵ binh tây hạ giao thủ một người đối chiến hai nghìn người dịp viễn bây giờ còn đạt tới loại cảnh giới thực lực này Bất quá hắn biết đạo lý bắt giặc trước bắt vua, sau khi chém giết vài tên đại tướng trước, những kỵ binh Tây Hạ này rất nhanh đã tan thành chim thú. Chờ dịp viễn trở lại phòng nhường. Ánh mắt ông chủ và bà chủ trở nên vô cùng sùng bái, nhìn dịp viễn giống như đang nhìn thiên thần. A à, chu mặt mày hàm xuân, tâm lý đối với tình cảm của dịp viễn, càng ngày càng khó kiềm chế. Vương ngữ yên kinh hải, nâng cao nhận thức về dịp viễn. Nạn tinh thông bách gia võ học, rất rõ ràng muốn giống diệt viễn như vậy có thể ở hai nghìn tên kỵ binh trung đi lại tự nhiên đồng thời còn có thể chém giết vài tên đại tướng thực lực nên có bao nhiêu kinh thế hải tục trong giang hồ đại tống cao thủ có thể có loại thực lực này có thể đếm trên đầu ngón tay biểu ca mộ dung phục của nàng cách loại cảnh giới thực lực này còn kém mười vạn tám ngàn dặm có thể thấy được sự khiếp sợ trong lòng vương ngữ yên tương đương với cường giả tuyệt đỉnh bình thường chỉ tồn tại trong tưởng tượng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cho nên cách dùng từ của Vương nữ Yên cũng trở nên cung kính không ít. Diệp công tử? Hả? Diệp Viễn quay đầu lại, chỉ thấy Vương nữ Yên lúc này trở nên ngoan ngoãn thuận mắt không ít, không còn cao lãnh như trước nữa. "Xin Diệp công tử giúp giải độc." Vương nữ Yên nhẹ giọng, giọng nói cũng trở nên dễ nghe. "Sớm nói như vậy ta nghe rất thoải mái." Diệp Viễn nói, lập tức liền muốn lần nữa đi lên lầu 2 đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng truyền vào dịp công tử thân thủ thật tốt hai nghìn kỵ binh tây hạ đều không bắt được ngươi còn bị ngươi chém vết vài tên đại tướng dịp viễn dừng bước tìm tiếng nhìn chỉ thấy một gã thắt lưng treo bảo kiếm khí vũ hiên ngang nằm nhân râu quai nóng mặc áo giáp tây hạ sải bước đi vào người khác không biết người này là ai dịp viễn vô cùng rõ ràng chính là mộ dung phục đã thay bằng làng gia cấp sử thi Lý Duyên Tông. Bởi vì sức chiến đấu của Lam Tinh trên mạng đối với Lý Duyên Tông thổi đến ba hoa chích chòe. Thậm chí có một cách nói, chỉ cần mộ dung phục tiếp tục nạp tiền khắc kim, duy trì thời kỳ thể nghiệm làng gia cấp sử thi Lý Duyên Tông là có thể giết xuyên toàn bộ Thiên Long giang hồ. Cho nên Diệp Viễn không hư mộ dung phục, nhưng đối với Lý Duyên Tông gia cấp sử thi này lại không thể không thận trọng chờ đợi. Bình thường bình thường đứng thứ ba thế giới. Diệp Viễn tán gẫu một hồi. Ha ha ha. Lý Duyên Tông cười to vài tiếng, lại nói. Không biết ngươi thế giới này đệ tam, có thể hay không ngăn được Bi Tô Thanh Phong đây? Thừa dịp trong lúc nói chuyện, tay trái của Lý Duyên Tông đã sớm lặng lẽ mở nắp bình ra, phóng thích ra độc khí. Ngay cả ban chủ cái ban Kiều Phong, dưới độc tính của Bi Tô Thanh Phong, cả người như nhũng ra ngã xuống đất. Cho nên trong mắt Lý Duyên Tông, Diệp Viễn thực lực cao hơn nữa, cũng sẽ bị Bi Tô Thanh Phong đánh ngã. Nhưng đợi thật lâu, Diệp Viễn đều đang yên đang lành đứng, không chỉ không ngã, còn dùng một đôi ánh mắt nhìn nhược trí nhìn Lý Duyên Tông. Đừng phóng độc, ta bắt độc bất xâm. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt Lý Duyên Tông đại biến, xoay người bỏ chạy. Nhanh hơn thỏ nhưng hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng vân yên hóa ma của Diệp Viễn. Cửa lớn phường nhuộm còn chưa chạy ra ngoài, đã bị diệp viễn ngăn ở trước người bộ gia cấp sử thi này của ngươi cũng không được tốt lắm sau khi nhìn thấu thực hư diệp viễn cũng không có gì lo lắng trên mạng thổi phòng sức chiến đấu của lý Duyên trung xem ra phần lớn đều không phù hợp ngươi 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 mộ dung phục sắc mặt sợ hãi muốn đánh hắn căn bản đánh không lại diệp viễn phóng độc bị miễn dịch ngoại trừ chạy căn bản cũng không có đường khác nhưng hiện tại diệp viễn lại ngăn cản không cho hắn chạy ánh mắt mộ dung phục trở nên điên cuồng đành phải kiên trì khốn thú do dự chỉ cần lao ra khỏi phòng nhuộm bên ngoài trời cao biển rộng muốn chạy trốn liền quá dễ dàng bất quá diệp viễn cũng sẽ không cho mộ dung phục cơ hội này vừa lúc nhân cơ hội để vương ngữ yên nhìn xem anh họ tâm tâm niệm niệm của cô rốt cuộc là đức hạnh gì một lần hai lần ba lần Mộ Dung Phục bị Diệp Viễn dùng kiếm khí đánh lui hơn 10 lần, sớm đã không còn dịch dung ngụy trang của Lý Diên Tông, cực kỳ chật vật khôi phục ra bộ dạng vốn có. Đồng hồ, anh họ. Vương Ngữ Yên kinh ngạc. Hiện tại Mộ Dung Phục tóc tai bù xù, quần áo rách nát, tự như ăn mày. Kế hoạch ban đầu của Mộ Dung Phục chính là dùng bi tô thanh phong độc hôn Diệp Viễn, sau đó thắng được hảo cảm của người trong giang hồ võ lâm đại tống, tiến tới vì đại kế phục quốc của hắn, tích góp từng tí một mạng lưới quan hệ cùng danh vọng. Chỉ là hiện tại, độc cũng độc không chết diệt viễn, âm mưu lại bị bại lộ, muốn chạy cũng chạy không được. Để không bị diệt viễn bắt sống, ánh mắt mộ dung phục bỗng nhiên trở nên âm ác. Nghe được tiếng kinh hô của biểu muội trên lầu, mộ dung phục cầm trường kiếm trong tay, phi thân nhảy lên, muốn bắt cốc vương nữ yên làm con tin, bức bách diệt viễn đến thả hắn rời đi. Ai, quên đi, ta vẫn là đổi một loại kiếm khí khác đi lúc này trên mặt diệp viễn vô cùng khổ não hắn lúc trước kích phát hơn 10 lần kiếm khí của đại diệt quỷ kiếm kết quả đánh vào trên người mộ dung phục tất cả đều không xuất hiện hiệu quả tiêu cực đát 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 ban đầu diệp viễn cho rằng vật đổi sao dời dời một phần thương tổn số lần càng nhiều diệp viễn mới hiểu rõ các loại hiệu quả tiêu cực của quỷ kiếm bát quyết là có tỷ lệ nhất định mới có thể xuất hiện cho nên sau khi kiên nhẫn tiêu hao hết Diệp Viễn buông tay trái xuống, giờ ngón giữa tay phải lên, vung mạnh lên, kích phát ra kiếm khí của Thiên Lang Quỷ Kiếm. Thiên Lang Quỷ Kiếm, cương mạnh hung tàn, đấu đá lung tung, chuyên phá đấu chuyển tinh di loại này bắn ngược kỹ năng. Người bị đánh trúng, còn có thể sinh ra trạng thái tiêu cực thần trí thác loạn, từ tư duy của con người biến thành tư duy của chó, trong miệng ngoại trừ gâu gâu kêu, rốt cuộc không phát ra âm thanh khác. Lúc này, mộ dung phục vừa tới trước người vương ngữ yên, còn chưa nhất trường kiếm lên, đã thấy dịp viễn kích phát ra một đạo kiếm khí màu đỏ. Đấu chuyển tinh di. Mộ dung phục trống giận một tiếng, hai tay vẽ tròn, còn muốn làm theo như trước, tiếp tục bắn ngược kiếm khí. Nhưng lần này kiếm khí màu đỏ, tự như ác lan hung ác trên thảo nguyên, không dính máu tanh, tuyệt không bỏ qua. Bùng. Chỉ trong nháy mắt, thiên lang quỷ kiếm đã đánh tan vật đổi sao dời của mộ dung phục. Phốc. Mộ dung phục miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Gâu gâu. Gâu gâu. Gâu 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 gâu. Sau khi cầm kiếm đứng lên, mộ dung phục còn muốn nói vài câu tàn nhẫn. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ biến thành tiếng chó sủa. Diệp viễn lạnh lùng nói. A miêu A cậu các loại chuột nhắc, ta khinh thường động thủ, cút đi. Gâu gâu. Gâu gâu gâu. Mộ Dung Phục sắc mặt vừa kinh vừa sợ, vội vàng xoay người chạy trốn, sợ dịp Viễn lại sử dụng cái gì tạ môn võ công, để hắn hoàn toàn biến thành một con chó. Hai mắt vương ngữ yên vô thần. Anh họ anh ấy. Vừa rồi anh ấy muốn giết em. PS Sách mới trong lúc, cần độc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống chương 6 Hiểu chuyện A Chu, ngượng ngùng vương ngữ yên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Người quan sát mộ dung phục đấu chuyển tinh di, lĩnh ngộ ra càng không đại ma di, hơn nữa thông hiểu đạo lý Ngay khi dịp viễn muốn xem xét hiệu quả công pháp Dịp đại ca, em rất lo lắng cho anh Ánh mắt A Chu phím hồng, mang theo một luồng hương thơm, nhào vào trong lòng dịp viễn, ông thật chặt Giống như là sợ mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh khóc cái gì mọi người chạy hết rồi tôi rất khỏe dịp viễn cười cười vuốt ve mái tóc của a chủ đồng thời ở trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng dáng người này cũng quá tốt đi thiếu chút nữa đè ép ta đến nghẹt thở sau khi địch nhân lui bước ông chủ và bà chủ của phường nhuộm đã coi dịp viễn là nhân vật giống như thiên thần cho nên lúc này hai vợ chồng rất có nhãn lực vừa thấy dịp viễn và a chu ôm nhau vội vàng tránh đi nơi khác còn không quên nói. Dịp đại hiệp, ta bên này nhuộm phòng, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu phòng, ngài cùng hai vị thê thiếp này, muốn ở đâu thì ở đó. Chúng ta đi hậu viện, tuyệt đối sẽ không quấy rầy dịp đại hiệp. Sau khi hai vợ chồng thắp nến rời đi, A à Chu hơi đỏ mặt, càng tới gần lòng ngực dịp viễn hơn. Tâm của nàng hiện tại đã hoàn toàn thuộc về dịp viễn, nghe được nhuộm phòng vợ chồng nói đến thê thiếp một từ cũng không có quá lớn kháng cự nhưng vương ngữ yên vẫn còn ở lầu hai sắc mặt lại hiện ra khác thường hình tượng hào quang của biểu ca mộ dung phục trong lòng nàng vào lúc này đã tan thành từng mảnh nhỏ vừa rồi mộ dung phục cầm trường kiếm trong tay trong quá trình muốn bắt cóc con tinh toát ra sát khí vô cùng âm trầm vương ngữ yên chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy hoàn toàn chết tâm với mộ dung phục hơn nữa mộ dung phục cuối cùng trúng thiên lan quỷ kiếm trong miệng vẫn điên cuồng gâu gâu chó sủa hình tượng điên cuồng khiến trong lòng Vương Ngữ Yên càng sinh ra một tia buồn nôn. Tuy rằng anh họ sẽ không nghĩ, nhưng lúc này mới qua thời gian ngắn như vậy, Vương Ngữ Yên tự nhiên sẽ không giống như A Chu hứa hẹn trái tim thiếu nữ với Diệp Viễn. Nghe được từ thê thiếp, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Diệp Viễn lười đi quản trong lòng Vương Ngữ Yên nghĩ như thế nào? Hắn và A Chu hai người đã nửa đẩy nửa đẩy trong quá trình muốn cự tuyệt hoàng nên đi tới một gian phòng trong phòng nhuộm a à chu đỏ mặt mặt mày xấu hổ diệp viễn hoành đao cưỡi ngựa xông thẳng vào doanh trại địch một đêm mây mưa a à chu có một phen ý nhị khác càng lộ vẻ rực rỡ động lòng người diệp viễn cảm thấy tinh thần sảng khoái đang muốn đứng dậy mặc quần áo a à chu hiểu chuyện trước tiên bước xuống giường chịu đựng khó chịu giữa hai chân muốn hầu hạ diệp viễn mặc quần áo ta tự mình làm đi Ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Diệp đại ca, đây là bổn phận của A Chu, anh cứ để em làm đi. Không lây chuyển được sự kiên trì của mỹ nhân, Diệp Viễn đành phải đồng ý. Đồng thời, trong lòng hắn rất là cảm khái, vẫn là thế giới võ hiệp tốt a, à, không chỉ có có tuyệt sắc mỹ nhân, còn nhu thuận nghe lời, so với kiếp trước những mặt hàng kia, tốt hơn rất nhiều. Trong lúc mặc quần áo, không khỏi đụng vào, A Chu mặt đỏ tới mang tai. Diệp Viễn lại hiển lôi đình thiên uy. Diệp đại ca, em. Em vẫn là lần đầu tiên, thật sự là. Hai chân A Chu siết chặt, cả người như nhũng ra. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm bậy đâu, ngươi nghỉ ngơi cho tốt thân thể là quan trọng nhất. Diệp Viễn cười ha ha, vỗ vỗ cặp mông tròn vĩnh của A Chu. Ta. Kỳ thật. A Chu xấu hổ đáp, muốn nói lại thôi. Cô vốn muốn nói đường không thông, có thể dài dòng. Nhưng chờ đến khi cô lấy hết dũng khí, muốn bày tỏ tâm ý. Diệp Viễn đã sớm không thấy bóng dáng. Ngày hôm qua vừa lĩnh ngộ ra càng không đại ma di, cụ thể có hiệu quả gì còn chưa kịp xem xét đây. Đồng dạng đều là thương tổn bắn ngược, càng không đại na dịch so với vật đổi sao dời, nhiều hơn một tiềm lực kích phát. Mà ta ngộ ra càng không đại ma di, không chỉ có dung hợp này hai bộ công pháp ưu điểm, còn kèm theo một cái ma hóa gia thành có thể làm cho bắn ngược ra ngoài kỹ năng, gia tăng mấy lần thương tổn. Diệp viễn mặt lộ vẻ mừng rỡ, càng thích ngộ tính nghịch thiên phiên bản tà ác của hắn. Bất kể là kỹ năng bắn ngược của vật đổi sao dời, hay là mượn lực đánh của càng không đại na di, đều là đem kỹ năng của đối phương dời ra ngoài. Mà diệp viễn đại ma di, không chỉ có thể di chuyển ra ngoài, còn có thể làm cho di chuyển ra ngoài kỹ năng, quy lực gia tăng mấy lần. Có đầu mối, xem ra rất tốt mà mấy ngày sau. Diệp viễn đắm chìm trong tu luyện. Đối với quỷ kiếm bát quyết, càng không đại ma di các loại ngộ ra võ học lý giải, càng phát ra tinh thâm. Sử dụng, cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió, thành thạo. Thực lực cảnh giới của Diệp Viễn cũng từ Tông Sư Đỉnh Phong đột phá tới Đại Tông Sư Trung Kỳ. Phóng nhãn toàn bộ Tống Vũ Thế Giới, đã là cao thủ trong cao thủ. Dù sao, ở phương thế giới này, võ giả cấp Tông Sư đã là cao thủ danh xứng với thực như là đại lý đoạn chính thuần cái ban tứ đại trưởng lão du thị sông hùng diệt tuyệt sư thái mà đại tông sư ở trên này lại là chiến lực tuyệt đỉnh trên giang hồ như là kiều phong quách tỉnh nhâm ngã hành đồng phương bất bại về phần thiên nhân cảnh giới trên đại tông sư không có chỗ nào không phải là trấn áp một phương kình thiên cự trụ oai phong một cõi ví dụ như đọc cô cầu bại việt nữ a thanh vương tiên chi, tiêu giao tử, tảo địa tăng. Mà thần tiên lục địa trên thiên nhân cảnh, ngoại trừ đạt ma tổ sư đã qua đời của thiếu lâm, hiện giờ trên giang hồ, thần tiên lục địa bên ngoài, chỉ còn lại một mình võ đang trương tam phong. Về phần những cái kia tỷ thế không ra, ẩn nấp nhân gian lục địa thần tiên, còn có người nào, cái này không ai biết. Chỉ vì lục địa thần tiên đã là một cái tay che trời cường đại tồn tại, trừ phi chính mình chủ động hiển lộ thực lực, nếu không người bên ngoài căn bản không thể nào biết được. Hiện giờ Diệp Viễn đã có tu vi đại tông sư trung kỳ, hơn nữa một thân thần công cái thế. Ở trên giang hồ coi như là cường giả trên đời có tên có họ. Mấy ngày nay, Diệp Viễn ban ngày tu luyện thực lực, buổi tối cùng A Chu tu luyện. Trong lúc đó đã mở khóa không ít thân pháp mới, A Chu cũng càng thêm phong tình vạn chủng. Sau khi A Châu rời khỏi chiến trường, Vương Ngữ Yên theo sát phía sau, cũng tiến vào chiến trường của dịp viễn đối phó với loại tiểu thư khuê các không ra cửa lớn như vương nữ yên cũng chính là trạch nữ dịp viễn có rất nhiều kỹ xảo nhỏ không chỉ bắt được trái tim thiếu nữ của vương nữ yên mà còn bắt được thân thể của vương nữ yên sau khi hào quang của anh họ tan thành từng mảnh nhỏ dịp viễn liền trở thành người đàn ông tản ra hào quang vạn trượng trong lòng vương nữ yên dù sao so với thực lực chiến ngũ tra của mộ dung phục dịp viễn là anh hùng cái thế Cường giả trên đời, mới là bạch mã hoàng tử mà vương nữ Yên luôn mơ ước. TS. Sách mới trong lúc cần độc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống. Chương 7. Tư thế quá nhiều, vương nữ Yên khó mà chống đỡ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Sau khi rời khỏi phòng nhường Dịp Viễn mang theo vương ngữ yên, A à Chu hai nữ, tìm một quán rượu ngồi xuống. Chỉ thấy bốn phía muôn hình muôn vẻ nhân sĩ giang hồ, châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Hắc! Không ngờ ban chủ cái ban Kiều Phong lại là một con chó khiết đan. Đừng ở đó nói bừa, tôi nhớ Kiều Phong không phải là đại anh hùng được cả thế giới chú ý sao. Còn đại anh hùng nữa. Ở bên ngoài nhạn môn quan đều được chứng thực, ngực hắn có hoa văn đầu sói, Người khiết đang thỏa đáng a. À. Đúng vậy. Kiều Phong giả tâm như sói, ngay cả cha mẹ ruột cũng bị giết. Nghe nói năm mộ dung nổi danh cùng bắt Kiều Phong, lần này đều vì đại nghĩa gia quốc mà đứng ra, chuẩn bị lấy một tỳ nữ mộ dung gia hắn làm đại giới để cho Kiều Phong và Diệp Viễn hai con chó khiết đang này hiện thân ở tụ hiền trang. Diệp Viễn này là ai? Còn có một tỷ nữ mộ dung gia, vì sao có thể để Diệp Viễn và Kiều Phong cùng xuất hiện? Diệp Viễn chính là ma đạo yêu nhân xuất hiện trong trừng hạnh, hắn và Kiều Phong là một nhóm, đều là võ sĩ khiết đang bên Liêu Quốc. Về phần tỷ nữ mộ dung gia kia, tên là A Bích, nàng cùng một tỷ nữ khác A Chu, tình như thủ túc, mà A Chu lại là nữ nhân của Diệp Viễn, thông qua A Bích để bức bách Diệp Viễn hiện thân, rất thích hợp. Chỉ cần Diệp Viễn vừa hiện thân, con chó khiết đang Kiều Phong đi cùng hắn cũng sẽ xuất hiện ở tụ hiền trang đến lúc đó chúng ta một đám võ lâm chính đạo nhân sĩ đóng cửa lại chém chết này hai cái khiết đang cẩu ha 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 thống khoái thống khoái bốp sau khi a châu và vương Nữ yên nghe vậy khuôn mặt tươi cười giận dữ đập mạnh vào bàn hai người bọn họ đã là nữ nhân của diệp viễn tự nhiên cùng diệp viễn vinh nhục khách quan thứ lỗi tiểu điếm chiếu cố không chu toàn mong khách quan thứ lỗi Điếm tiểu nhị vội vàng đi lên phía trước, còn tưởng rằng bàn này khách nhân là bất mãn mang thức ăn lên tốc độ, vội vàng lại đây bồi tội. Những hảo hán rừng xanh xung quanh cũng không coi tiếng đập bàn của dịp Viễn ra gì. Quán rượu nơi này người đến người đi, người đập bàn quả thực không cần quá nhiều. Không có việc gì, người đi xuống đi. Diệp Viễn khoát khoát tay, tiểu nhị cười gượng rời đi. Sau đó, Diệp Viễn lại đưa mắt nhìn về phía A Chu và Vương Ngữ Yên không cần vội vã tức giận, trước tiên đem sự tình hỏi thăm cho rõ ràng. Phu sướng phụ tùy, hai nữ đi theo an tĩnh lại. Diệp viễn thì lộ vẻ tò mò. Giờ phút này cùng nguyên tắc kịch bản đã xảy ra lệch khỏi quỹ đạo, tụ hiền trang bên trong không còn là A Chu, mà là đổi thành A Bích. Diệp viễn cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, lúc trước khi hắn vừa tới phòng nhuộm, trong lòng có cảm giác trống trải, giống như bỏ sót cái gì đó, rốt cuộc là cái gì trong rừng hạnh tử, hắn đã quên cứu A Bích. Ngay sau đó, sau một phen hỏi thăm, Diệp Viễn cũng hiểu được đại sự phát sinh mấy ngày nay. Trong rừng hạnh tử, Kiều Phong tuy rằng trúng độc bi tô thanh phong, nhưng sau đó dựa vào nội lực hùng hậu, lại đem độc bức ra, tiến tới giải cứu toàn thể cái bang. Chỉ là bởi vì thân phận người khiết đan, cái bang cũng không có cảm kích. Sau đó Kiều Phong nhớ tới lời Diệp Viễn nói, một mình đi tới nhạn môn quan, phát hiện bộ lạc khiết đang nơi đó, ngực mỗi người đều có hình xăm đầu sói. Lúc này, thân phận người khiết đang của Kiều Phong đã được chính thực. Khi Kiều Phong giải cứu toàn thể cái bang, A Bích bị nhất phẩm đường Tây Hạ bắt được, cũng khôi phục tự do theo. Bất quá mộ dung phục chật vật trời khỏi phòng nhuộm, lúc trước nghe xong gốc tường nửa ngày, biết tình ý kéo dài giữa A Chu và Diệp Viễn. Bởi vì A Chu và A Bích tình như chị em ruột, mộ dung phục đã muốn thông qua cưỡng ép A Bích để bức dịp viễn hiền thân, tiến tới tích góp từng tí danh vọng giao thiệp trong võ lâm đại tống, chuẩn bị phục hưng đại yến quốc. A à, Bích hiện tại bị giam lỏng ở tụ hiền trang, một đám võ lâm nhân sĩ giang hồ đại tống, chỉ chờ dịp viễn cùng kiều phong hai con chó khiết đang này tới cửa, sau đó nhất cử diệt sát. Không nghĩ tới ta lại trở thành người khiết đan. Đại chiến tụ hiền trang trong nguyên tác đã biến thành cái dạng này, Diệp Viễn cũng không cảm thấy bất ngờ, duy chỉ có chuyện thân phận người khiết đan của hắn là đặc biệt chú ý rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng làm người trong ma đạo lại đột nhiên trở thành người khiết đan còn bị cả giang hồ đại tống xác nhận không sai không khỏi cũng quá buồn cười vương ngữ yên lang chất huệ tâm phân tích lúc trước dịp đại ca bị kiều phong đưa vào hạnh tử lâm rất dễ bị coi là một nhóm người hơn nữa dịp đại ca sử dụng võ công rất có phong cách tà ma bị một đám võ lâm nhân sĩ xem là dị tộc ma đạo, cũng không thể trách. Nói xong, gương mặt vương ngữ yên đột nhiên đỏ bừng. Nàng không có lý do nghĩ tới những chiêu thức diệp viễn sử dụng trên giường, cũng đồng dạng phi thường tà ma, rất nhiều tư thế thiên mã hành không, khó có thể tưởng tượng, tầng tầng lớp lớp. Ban ngày ban mặt, ở đó suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Diệp viễn thấy được tư thái thẹn thùng của vương ngữ yên, đưa tay vỗ cái mông tròn chặt chẽ kia, đưa tới từng trận nũng nịu, hai má càng đỏ hơn. Anh Viễn, nhẹ thôi. Vương ngữ yên hờn dỗi một tiếng. Đồ ăn tới rồi. Lúc này, tiểu nhị bưng thức ăn lên bàn. Dịp Viễn và Vương ngữ yên đều động đũa. Duy chỉ có A Chu, sắc mặt khác thường. Dịp Viễn nói. Không cần lo lắng, tôi sẽ cứu A Bích khỏi tụ hiền trang. Dịp đại ca, ta, ta. A Chu trên mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó ấp úng, ấp à ấp úng. Đương nhiên là thật, so với Trân Châu còn thật hơn. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, còn không quên gấp thức ăn cho A Chu. Diệp đại ca, anh đối với em thật tốt. Trong lòng A Chu chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này, vô cùng cảm động. Khi nàng còn đang suy nghĩ ngôn ngữ, Diệp Viễn đã giúp nàng quyết định đi tụ hiền trang cứu tỉ muội tốt A Bích của nàng nàng từ nhỏ đã làm tỳ nữ ở mộ dung gia cũng chưa từng thấy qua cha mẹ là ai như người uống nước ấm lạnh tự biết gặp được một vị nam tử anh tuấn võ công cái thế săn sóc ôn nhu như dịp viễn thân cùng tâm đã sớm rơi vào tay giặc kỳ thật a bích vốn chính là một trong những hậu cung dịp viễn muốn thu một vị nữ tử thâm tình lại chung tình như vậy để lại cho mộ dung phục quả thực là thiên vật bạo liễm tụ hiền trang theo đó không xa sau khi dùng cơm xong Diệp Viễn liền chuẩn bị đi trước. Chủ quán, cho chút bánh bao chay. Đúng lúc này, một cái áo vải mang giày mặc màu vàng tăng bào tăng nhân, mang theo một cái tiểu sa di, sải bước đi vào tử quán. Vương Ngữ Yên và A Chu vừa thấy bộ dáng tiểu sa di này, sau khi nói một tiếng hạ lưu, liền quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn nhiều. Chỉ vì vị tiểu sa di này chính là thế tử Nam Vương Đoàn Dự Trấn Đại Lý. TS, sách mới trong lúc cần độc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống. Chương 8 Cưu ma trí chịu phục, đoàn dự xấu xí diện mục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bộ dáng hạ lưu của đoàn dự lúc trước ở hành tử lâm ông đại thụ đát đát đát, đã bại hết nhân phẩm, vương nữ yên cùng A Chu làm sao còn có thể lãng phí ánh mắt trên người loại lưu manh hạ lưu này. Nhưng đoàn dự không hổ là người có khí vận của nhân vật chính. Đám tay hạ binh trong rừng hạnh tử kia, không chỉ không thể chém chết hắn, ngược lại bị hắn dùng bắt minh thần công hút một đám nội lực. Chỉ là sau đó chạy trốn lạc đàn, bị cưu ma trí bắt được, muốn dẫn hắn đến trước mộ mộ dung bác, coi như kiếm phổ sống của lục mạch thần kiếm hỏa tán. Văn, lầm lẫn, giả dối diệp viễn là anh đoàn dự ăn mặc mê cát vừa thấy diệp viễn lập tức kêu to lên lập tức đoàn dự quay đầu nhìn về phía cưu ma trí đại sư ngươi không phải muốn ở giang hồ đại tống dương danh lập vạn sao diệp viễn chính là tuyệt thế cao thủ nhất đẳng giang hồ đại tống chỉ cần ngươi đánh bại hắn tuyệt đối có thể uy chấn giang hồ danh dương thiên hạ đoàn dự chỉ vào diệp viễn giọng rất lớn luận về học võ tu luyện, Đoàn Dự không có tâm sự gì, nhưng đang đùa dẫn tâm tư, đùa dẫn thủ đoạn, vậy hắn chính là một tay hảo thủ. Liên tỷ như hiện tại cưu ma trí, đang bị Đoàn Dự đùa dẫn xoay quanh, đi ngược chiều tu luyện lục mạch thần kiếm một trong thiếu trạch kiếm. So với oán khí cưu ma trí một đường bắt sống bắt sống, Đoàn Dự càng phẫn nộ dịp viễn để cho hắn ở trong rừng hành làm đủ trò hề cho nên lúc này hắn muốn mượn tay cưu ma trí để giáo huấn diệp viễn một chút cưu ma trí vừa nghe đến bốn chữ tuyệt thế cao thủ đôi mắt phun ra nuốt vào tinh mang mãnh liệt nhất thời nhìn về phía diệp viễn Bần Tăng đã sớm muốn gặp các lộ anh hùng hào kiệt kiến thức giang hồ Đại Tống. Nếu các hạ là nhất đẳng tuyệt thế cao thủ, không ngại cùng Bần Tăng luận bàn vài chiêu, cũng tốt để Bần Tăng mở rộng tầm mắt. Cưu Ma Trí chấp tay trước ngực, hữu lễ hữu tiết bất quá trên mặt hắn cái loại này kiêu căng kiêu căng vẻ mặt, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi. Diệp Viễn cười nói, ta cũng không thích khi dễ người già yếu bệnh tật. Cưu ma trí, ngươi muốn cùng ta động thủ so chiêu, vẫn là trước đem bệnh của mình chữa khỏi lại nói. Cưu ma trí cả giận nói, bần tăng thần công phụ thể, bách bệnh bất xâm. Nếu như ngươi không dám cùng bần tăng so chiêu, đại khái có thể quỳ xuống, hô to một tiếng đầu hàng bần tăng liền thả ngươi một mạng. Diệp viễn không bị chọc giận, thản nhiên nói. Cưu ma trí, ngươi hiện tại thừa khí huyệt, hiện ra màu đỏ thắm, mà văn hương huyệt thì đang rung động nhẹ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi đang đi ngược chiều tu luyện lục mạch thần kiếm một trong thiếu trạch kiếm, không bao lâu nữa, ngươi sẽ thần trí thất thường, biến thành một người điên. Khi dễ người như ngươi thì có ý nghĩa gì chứ? Nói xong lời cuối cùng, dịp viễn thở dài một tiếng, lắc đầu, như là đang nhìn một người sắp chết. Cưu ma trí ngạo khí ngút trời, làm sao chịu được khinh bỉ như vậy? Bần tăng ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám ở chỗ này dõng dạc. Dứt lời, cưu ma trí bộc phát chân khí, xông lên. Cưu ma trí tinh thông các loại võ học trong ngoài, 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, lại bị hắn mạnh mẽ ghi chép, lại lấy tiểu vô công thúc dục. Trong chốc lát, các loại tuyệt học chiêu số, như mưa trên gió dữ hướng diệp viễn công kích mà đến. Quy lực cực lớn, dẫn tới cả tòa tử quán bên trong, cương phong từng trận, tự như long quyển quá cảnh. Một đám tân khách sắc mặt sợ hãi, rất nhanh làm chim thú tản đi. Bất quá, cưu ma trí cũng chỉ đùa dẫn uy phong trong chốc lát như vậy. Chờ dịp viễn ông tâm tính xem kịch, sau khi xem xong các loại chiêu số của cưu ma trí. Càng không đại ma di vận chuyển ra, không chỉ có đem cưu ma trí đánh ra thương tổn cho bắn ngược ra ngoài, hơn nữa còn nhiều hơn gấp 10 lần ma hóa thương tổn gia tăng. Bùng. Pao. Bùng. Phốc. Cưu ma trí miệng phun máu tươi, bay ngược ra. Muốn chống đỡ đứng lên nói một câu ngoan độc, kết quả lại lão đảo một cái, quỳ rạp xuống đất, chật vật đến cực điểm. Bất đắc dĩ, cưu ma trí chỉ có móc ra trân quý nhiều năm bảo mệnh viên thuốc, sau khi dùng, mới khôi phục khí lực, một lần nữa đứng lên. Thư dịp dịp viễn cùng cưu ma trí so chiêu, đoàn dự sử dụng lăng ba vi bộ, muốn chạy trốn. Kết quả chạy chưa được bao xa, đã bị cưu ma trí đánh bị thương từ xa, ngã xuống đất. Lúc này cưu ma trí chấp tay trước ngực, cung kính hành lễ với dịp viễn. Thí chủ thần công cái thế, tiểu tăng vô cùng kính nể. Lúc trước tiểu tăng khẩu xuất cuồng ngôn, mong thí chủ lượng lớn nếu như nói vừa rồi cưu ma trí lễ tiết, chỉ là một loại ngạo mạn bố thí, như vậy giờ phút này lễ tiết, chính là bị đánh phục sau thành tâm thành ý. Diệp viễn khoát khoát tay, ý bảo cưu ma trí có thể rời đi. Loại này ở thiên long thế giới bên trong một người cũng chưa từng dết qua, chỉ là say mê võ học võ si, diệp viễn còn không đáng tức giận. Đánh phục là được. Thí chủ khoan dung độ lượng. Dứt lời, cưu ma trí xoay người mang theo đoàn dự cũng không quay đầu lại rời đi. Đoàn dự mặt đều sợ trắng bệt. Hắn đem thứ tự khẩu quyết điên đảo, để chuyện cưu ma trí đi ngược chiều tu luyện thiếu trạch kiếm, bị dịp viễn phơi bày trước mặt mọi người. Có thể tưởng tượng, sau khi trở về, cưu ma trí nên thu thập hắn như thế nào? Xong rồi xong rồi, xong đời rồi. Ngay cả Đại Luân Minh Vương cũng không phải đối thủ của Diệp Viễn, thực lực của Diệp Viễn cũng quá mạnh đi. Tôi phải làm sao bây giờ? đoàn dự trong lòng sợ hãi thêm nữa trong ngoài quán rượu dòng người như biển trong khoảng thời gian ngắn lại không chú ý tới vương ngữ yên cũng ở đây hắn vừa mới chỉ lo chạy trốn vậy vương cô nương trước kia miệng gặp mặt sẽ hô lên cũng theo đó tan thành mây khói một màn này bị vương ngữ yên nhìn thấy chỉ cảm thấy hình tượng đoàn dự xấu xí thêm vài phần loại người mồm mép trơn tru này ngoại trừ chạy trốn cũng chỉ biết khu môi múa mét uổng công ta trước kia còn cho rằng hắn có tri thức lễ độ, không nghĩ tới bộ mặt thật lại không chịu nổi như thế. Câu bình luận này của Vương Ngữ Yên khiến A Chu bên cạnh gật đầu. Các nàng đều cảm thấy đoàn dự trước đây ngụy trang quá tốt, bộ mặt thực tế lại là một tiểu nhân đê tiện vô sĩ. PS Sách mới trong lúc, cần độc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống. Chương 9 Ma đạo ngàn năm dết Hoa cúc tàn phế, đầy đất thương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vừa rồi lúc đoàn dự chỉ vào dịp viễn, la to Khách khứa xung quanh cũng đều biết, dịp viễn, một trong hai đại ác nhân khiết đang nổi tiếng trên giang hồ gần đây, đang ở ngay trước mắt Vì thế, một đám võ lâm nhân sĩ rải rác bốn phương tám hướng, đem diệp viễn vây lại. Bất quá loại thế cục bốn bề thọ địch này, cũng không có kéo dài quá lâu. Sau khi cưu ma trí bại lui, tất cả mọi người đều biết không phải là địch nhân của diệp viễn. Họ run rẩy và trắng bệt vì sợ hãi. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Đối với những tiểu tạp lạp mễ này, Diệp Viễn mặc kệ. Bất quá, vừa nhìn những hảo hán giang hồ được xưng là nhân sĩ chính đạo này, giờ phút này sợ tới mức không thành hình người buồn cười. Diệp viễn nhất thời nổi lên nghịch ngợm, lạnh lùng quét mắt một vòng, nói ra. Các ngươi vừa rồi tại uống rượu nói chuyện phím thời điểm, không phải nói muốn đóng cửa lại, chém chết ta cái này khiết đang người sao. Ta người ở chỗ này, chỉ có một, các ngươi người nhiều như vậy, như thế nào không cùng lên a? À? Dứt lời, dịp viễn cả người chân khí, tùy ý chấn động, mà lòng thập nhị thức thấu thân mà ra hai đầu màu đen hình rồng chân khí, cuốn quanh lá xa quanh thân, màu vàng vẫy rồng đường công, trông rất sống động, mãnh liệt mở mắt rồng, hoàng kim quang mang, chiếu rọi bốn phương. Những cái kia võ lâm chính đạo nhân sĩ, nào gặp qua loại này đáng sợ tràn diện, từng cái sợ đến tè ra quần, chạy trốn so với thỏ đều nhanh. Chạy! Chạy mau a à. Khiết đang yêu ma muốn đại sát tứ phương. Giang Sơn đại tống nguy rồi võ lâm trung nguyên nguy rồi. À, giết người rồi. À, mẹ. Con muốn về nhà, con rất sợ. Nhìn những nhân sĩ chính đạo ra vẻ đạo mạo này, lúc chạy trối chết, làm trò hề chồng chất. Diệp viễn nhìn đến ngay người. Vương Ngữ Yên và A Chu càng trận mắt há hốc mồm, mở rộng kiến thức. Ta trước kia cho rằng nhân sĩ chính đạo đều là quan mang vạn trượng, hiện tại xem ra là ta nghĩ sai rồi. Vương Ngữ Yên nói: "Còn chính đạo nhân sĩ, ta thấy là vô sĩ đồ kém không nhiều lắm." A à, Chu nói: "Dịp Viễn thổn thức không thôi." Sau khi thấy được hành vi đáng ghê tởm của đám nhân sĩ chính đạo này, chuyến đi tụ hiền trang kế tiếp, Dịp Viễn cũng sẽ không khách khí nữa. Đơn giản là một đám ô hợp lấy cờ hiệu chính nghĩa mà thôi. Ngay khi Dịp Viễn buông ngân lượng xuống, muốn mang theo hai nữ rời khỏi quán rượu, chân trước vừa bước ra cửa lớn, trong đầu chân sau liền vang lên tiếng nhắc nhở. Ngươi quan sát cưu ma trí sử dụng 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, lĩnh ngộ 72 tuyệt kỹ ma đạo, cũng thông hiểu đạo lý, thực lực của ngươi được tăng lên. Ngươi quan sát cưu ma trí sử dụng tiểu vô tướng công, lĩnh ngộ ra vô tướng ma công, cũng thông hiểu đạo lý, thực lực của ngươi được tăng lên. Ngươi quan sát cưu ma trí sử dụng hỏa diễm đao, lĩnh ngộ ra hỏa diễm ma đao, cũng thông hiểu đạo lý, thực lực của ngươi được tăng lên. Sau một khắc, ma đạo 72 tuyệt kỹ, vô tướng ma công, hỏa diễm ma đao công pháp tin tức, liền như thủy triều đồng dạng, tràn vào dịp viễn trong đầu. Rất nhanh, chờ dịp viễn tiêu hóa xong tương ứng võ học tri thức, trên mặt có mừng rỡ, đồng dạng cũng có một tia không vui. Mặc dù hắn đã quen nghịch thiên ngộ tính tạ ác chỗ, nhưng nhìn cái này lĩnh ngộ ra ba môn thần công, vẫn là có chút không nhìn được. Nói cái này vô tướng ma công đi, bắt trước các môn các phái võ công chiêu số thời điểm, phía sau còn có thể xuất hiện đủ loại kiểu dáng ma tướng. Nếu như đối phương dùng đao, Diệp Viễn sau lưng sẽ hiện ra một tôn tay cầm đại đao ma tướng, nếu như đối phương dùng kiếm, đó chính là cầm kiếm ma tướng. Đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết ta là người trong ma đạo sao? Diệp Viễn oán thầm trong lòng. Thậm chí so sánh ra, vô tướng ma công coi như thiện lương. Ma Đạo Thiên Niên Sát, một trong 72 tuyệt kỹ của Ma Đạo, mới gọi là vừa tạ ác vừa vô lương tâm. Trúng chiêu này, hoa cúc tạng, vết thương đầy đất, máu tuôn thành sông, thực lực cảnh giới cũng sẽ liên tục rơi xuống. Có thể nói là ác độc vô cùng. Mặt khác còn có một loạt chiêu thức tà ác vô lương như ma hầu trọng đào, ma chỉ chọc mắt, trảo sữa ma trảo thủ. Tuy rằng lúc ra chiêu, không giống vô tướng ma công sẽ trực tiếp hiển lộ ra ma tướng, nhưng cũng sẽ kèm theo gió đen dày đặc âm lãnh vô cùng vừa nhìn đã biết không phải người tốt giống như ta người như vậy gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp bạo thai tam hảo thanh niên ưu tú lại có thể tu hành tà ác như vậy ma công thật là thiên đố anh tài a à. dịp viễn ngửa mặt lên trời thở dài vô cùng đau thương so sánh ra hỏa diễm ma đau chỉ sinh ra hỏa độc ngược lại có vẻ phi thường quang minh chính đại ừm xem ra sau này ít dùng hỏa diệm ma đau hơn. Dù sao ta cũng là một ma đạo người tốt, có thể một chiêu đưa địch nhân lên Tây Thiên, ta cần gì phải dùng hỏa độc đi tra tấn người đâu. Nhìn Diệp Viễn mang theo hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, vừa lắc đầu vừa thở dài rời đi. Ông chủ quán rượu và tiểu nhị cả người mệt lã ngã xuống đất, sợ tới mức quần ướt sũng. Đại ma đầu khiết đang này, cuối cùng cũng đi rồi. ts Sách mới trong lúc Cần độc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống. Chương 10 Tụ hiền trang đại chiến Để người khác cũng nén bi thương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tụ hiền trang Anh hùng thiên hạ tề tụ ở đây. Có du thị sông hùng, cái bang tứ đại trưởng lão, thiếu lâm huyền nang, huyền tịch, đàm công đàm bà, triệu tiền tôn, thiết diện phán quan đơn chính, chờ hơn ba nghìn hảo hán giang hồ. Cùng nhau thương thảo, như thế nào chém giết dịp viễn, kiều phong hai con chó khiết đan này. Trong lúc đó, cô Tô Mộ Dung không mời tự đến, đem tỳ nữ A Bích trói buộc mang đến, dùng cái này bức bách dịp viễn hiền thân, trợ giúp anh hùng thiên hạ, chém giết khiết đan cẩu. Thấy Mộ Dung phục ông quyền cất cao giọng nói. Các vị anh hùng yên tâm, Tỳ nữ a bích của ta và a chu tình như tỷ muội a chu bây giờ lại ở cùng khiết đang cẩu diệp viễn nghe tin a bích bị trói tuyệt đối sẽ đến đây đến lúc đó chính là chúng ta vì đại tống võ lâm trừ hại đóng cửa giết cho thời cơ tốt vì phục quốc đại kế tích góp từng tí một mạng lưới quan hệ tích lũy danh vọng mộ dung phục cái gì cũng bất chấp tất cả càng miễn bàn chỉ là một tỳ nữ Đáng thương A Bích mới từ trong ma trảo của nhất phẩm đường Tây Hà chạy ra, cho rằng tìm được mộ dung phục là an toàn, kết quả lại là dê vào hang hổ, lại bị trói buộc bắt tới nơi này. Nhìn một đám đại hán khôi ngô hung thần ác sát bốn phía, mài đao soàn soạt, hận không thể loạn đao phanh thay hung tướng, A Bích sợ tới mức trung lẫy bẫy. Sau khi mộ dung phục lộ ra bộ mặt thật, tầng kính lọc trong lòng A Bích cũng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Bất quá, các lộ anh hùng hào kiệt ở đây lại không nghĩ như vậy. Du thị sông Hùng tán dương nói: "Mộ Dung công tử vì nước vì dân, vì võ Lâm đại tống ta, hết lòng lo lắng, thật sự là tấm gương cho chúng ta a." À. Toàn quan thanh cao giọng nói: "Mộ Dung công tử chí công vô tư." Cái ban tứ đại trưởng lão Đồng thanh nói: "Mộ Dung công tử không để ý tư tình, vì đại tống võ Lâm an nguy, không tiếc bắt lấy nhà mình tỳ nữ, làm chúng ta kính nể vạn phần." đàm công đàm bà nói. Mộ dung công tử chí công vô tư. Triệu tiền tôn nói. Mộ dung công tử vì nước vì dân. Thiết diện phán quan đơn chính nói. Mộ dung công tử nhân nghĩa vô song. Huyền nang, huyền tịch chấp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu. Đến lúc đó xong việc, chúng ta nhất định sẽ làm dịp thí chủ, siêu độ vong hồn. Bởi vì lúc trước dịp viễn cùng cưu ma trí đánh nhau tin tức, hỏa tốc truyền ra người trong võ lâm giang hồ đại tống tất cả đều biết người sẽ không có tướng kiếp chỉ ngoại trừ mộ dung phục lấy đạo của người trả lại cho người còn có quốc sư thổ phiên cưu ma trí cho nên đối tượng hoài nghi phó ban chủ cái ban mã đại nguyên bị hại cũng từ trên người mộ dung phục chuyển dời đến cưu ma trí mộ dung phục đến tụ hiền trang cũng không gặp phải sự ngăn cản mãnh liệt của cái ban lúc này mộ dung phục nghe hơn ba nghìn anh hùng hảo hán bốn phương tám hướng hoan hô hắn hò hét vì hắn, trong lòng vô cùng hưởng thụ, phản phất cảm thấy ngày phục quốc đang ở trước mắt. Nhưng giấc mơ luôn dễ vỡ. Kiều Phong bái trang. Một tiếng trống giận theo đó đánh vỡ ảo tưởng của mộ dung phục, càng làm cho cả tòa tụ hiền trang tĩnh mịch không tiếng động. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Cứ nhiên xuống tay với một hạng nữ lưu. Kiều Phong phi thân vào trong. Giống như trong mũ hắn ẩn chứa âm hưởng Bluetooth năng lượng cực lớn. Di em vừa đặt xuống, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường, ai cũng không dám lên tiếng. Mặc dù thân phận người Khiết đang được chứng thực, nhưng lấy lòng dạ hiệp nghĩa của Kiều Phong, tự nhiên không muốn bởi vì chuyện cá nhân của hắn mà để cho một nữ tử yếu đuối vì thế mà chết. Quân Hùng ở đây lại không nghĩ như vậy. Khiết đang cẩu tặc. Ngươi có biết hay không mỗi người chúng ta ở đây đều muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Ngươi cái này giết cha giết mẹ giết hại thân sư Võ Lâm bại hoại Hôm nay chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết Sông Phương đầu tiên là một trận khẩu pháo Cuối cùng Dưới sự bức bách của Kiều Phong A à Bích tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh Nhưng quần hùng ở đây Cũng sẽ không buông tha Kiều Phong Từng người mài đao soàn soạt Không chết không thôi Kiều Phong nhớ tới ngày xưa tình cảm Đang chuẩn bị cùng một đám quần hùng Uống xong đoạn nghĩa tửu sau đó Lại hành động ra tay Đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng truyền vào. Kiều Đại Hiệp, uống rượu chỉ biết lo lắng, không có tác dụng gì, để người khác nén bi thương mới có tác dụng. Mọi người tìm tiếng nhìn. Chỉ thấy một đoàn sương đen cuồn cuộn, phía sau liền một chuỗi tàn ảnh ma quỷ, nhanh như ti chớp. Chỉ chờ dừng lại thân hình, sương đen tản đi, rõ ràng chính là thân ảnh anh Tuấn đẹp trai, cao lớn cao ngất của Diệp Viễn, khoanh tay mà đứng. Là ngươi. Kiều Phong biến sắc, thân phận khiết đan của hắn được chứng thực vẫn là dịp viễn nhắc nhở trong này có quá nhiều chi tiết kiều phong còn chưa suy nghĩ cẩn thận đang có dự định tìm dịp viễn hỏi rõ ràng dịp viễn liền xuất hiện ở trước người hôm nay hai chúng ta cùng tiến cùng lùi kiều phong hào sản nói sau khi có tình nghĩa sinh tử có nhau hắn muốn tìm dịp viễn hỏi rõ, rõ thân thế cũng tiện hơn nhiều lúc này vừa thấy dịp viễn cùng kiều phong hai tên cẩu tặc khiết đan đồng thời xuất hiện cả hội trường quân hùng, tất cả đều sôi trào. Diệp Viễn Ngươi là tên bại hoại võ lâm, dám đến tụ hiền trang, sẽ khiến ngươi có tới không có về. Một yêu nhân ma đạo, một cẩu tặc khiết đan, tất cả đều là tà ma đến nguy hại giang sơn đại tống ta. Dết, tất cả đều dết. Đóng cửa. Dết chó. PS Sách mới trong lúc, cần đọc giả các đại thần đại lực ủng hộ, miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, thỉnh nhiều hơn chút đi. Sự ủng hộ của ngài là lòng tin và động lực mà tác giả viết xuống.